Em thắng rồi nhé. Tức đoạn anh rồi. Được rồi, xin mời nàng. Đơn giản, anh cứ cúi đầu xuống mà đợi em. Ui, cái này bé quá. Đây, đây mới đúng là chân ái. Ôi trời ơi. Anh ổn chứ? Nổ sợ ta rồi. Có dám chơi nữa không hả anh Hoàng? Ta sợ ngươi chắc. Bắn tù si. Bắn tù si. Cúi xuống nào. Ui, mạnh thế. Hả? Em lại thắng nhé. Nữa không anh Hoàng? Tiếp nào. Nhân phẩm anh kém quá. Ui cha mẹ ơi. Trời đất ơi, còn cám kia. Thôi, em chán rồi, không chơi nữa, đi về đây. Ông, cái gì mà nó kẹt thế nhờ? Đừng đi, em cám yêu dấu à, cho anh đánh một cái thôi. Rồi anh sẽ tặng em một thỏi vàng. Rồi anh sẽ tặng em một thỏi vàng. Một cái thôi, nha. Wow, vàng. Anh đánh một cái thôi nhé. Vàng thật. Ừ, anh đánh một cái thôi. Đây, anh đánh đi, chỗ này nhiều máu này, một cái thôi nhé. Con cám này, mày biết tay không? Riêng mày thì phải chơi hạng nặng mới đã. Cám ơi, mày ăn đủ rồi. Dạ. Đánh này. Đau thế. Mày thì đánh này. Mày không có kết cục tốt đâu. Trả này, bye bye. Mày chạy đâu hả cám? Đứng lại, hôm nay ông sẽ cắt tiết mày. Đang yên đang lành tự nhiên vớ được thỏi vàng. Con cám kia, đứng lại cho ta. Cho anh đánh một cái thôi. Không, anh đánh đau lắm. Ôi da. Em đi đứng kiểu gì thế hả? Chị Tâm, đi theo em, nhanh lên. Nó đâu rồi? Hả? Sợ quá. Con cám này, ta mà bắt được mày thì ta sẽ... Đi chưa? Em làm gì mà cứ như ăn trộm vậy? Nhìn gì mà nhìn. Chị Tấm này, em bảo. Nào. Không có ai, an toàn rồi. Sao em lại thay hết đồ chị thế này? Em có trò này hay lắm. Chị chỉ cần úp mặt vào tường 5 giây thôi là sẽ có điều bất ngờ ập đến. Thế nhá, em đi đây. Cắm tì hí đây, úp vào. Mệt ghê à. Có trò hay để xem rồi. Cắm đâu rồi? Nhìn cái mông quen quen. Unte Lati Motokima chan Unte. Lại còn ở đó mà Unte à? Mày tôi rồi cám mà. Dạ. Hết 5 giây rồi, sao bất ngờ chưa tới nhỉ? Ở yên đây nha. Mày. Ủn tê. Ủn tê. Vỡ mông tắm rồi. Hả? Gì đây? Vỡ tắm. Hả? Anh Hoàng, vừa làm cái gì vậy? Tắm. Sao nàng lại mặc đồ của cám vậy? Không nói nhiều, đưa gậy đây. Thật à? Dạ đây ạ. Nhẹ tay thôi vợ nhé. Đích anh Hoàng nở hoa rồi. U là trời, chị búp bê. Người cứ chạy đi. Anh Hoàng, cứu cứu. À, mày đây rồi. Mày đứng yên đấy để ông trả thù. Trả thù con này này. Hả? Búp bê. Đông vui thế nhỉ? Hôm nay ta sẽ thanh toán hết một lượt. Hả? Thanh toán á? Ôi mẹ ơi, té nhanh. Các người cứ chạy đi. Ôi làng nước ơi, con búp bê nó ám sát này. Cứu. Nhanh lên nàng, không nó bắt bây giờ. Thế mỏi chân quá. Để ta xem các người chạy kiểu gì. Thật là thú vị. Vẫn còn chậm lắm.
chọn. Một là nhảy xuống, hai là chết. Nhảy xuống đây á? Sao thế? Nhảy xuống đây có mà đi à? Khác gì chết đâu. Thế còn đường nào sống không? Nhanh! Anh ơi, em còn trẻ còn khỏe, không muốn chết đâu. Anh nghĩ cách đi. À, anh có cách rồi. Dọn nhanh lên. Tèo chưa? À, dậy đành đạch rồi kìa. Thôi, đi nhanh, nó tỉnh dậy là chết. Chạy đi, còn tiếc nuối gì nữa. Các ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi bàn tay ta sao? Hả? Các ngươi định hại ta sao? Ôi, khốn nạn. Ôi trời đất ơi, sao quay cuồng thế này? Các ngươi đâu rồi? Trúng bẫy rồi, rơi xuống hố rồi. Leo leo bắt ta đi. Ta mà ra khỏi đây thì các ngươi sẽ biết tay ta. Lên được đây đi rồi nói chuyện nha. Mà sâu phết anh chị nha. Thôi đi về đi. Về về về. Các ngươi đồ khốn nạn, ta sẽ bắt chúng mày trả giá. Trúng bẫy rồi. Cái bẫy này hiệu quả phết anh Hoàng ạ. Chúng mày được lắm. Trả được thì không, mày nhắm làm được gì bọn tao thì làm đi. Làm gì à? Hả? Nó đâu rồi? Con búp bê. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Mày nói câu này mãi không chán à? Có một câu mà dùng hoài. Con nợ này, mày chích con. Đừng đi, em cảm yêu dấu à? Em cho anh đánh một cái thôi. Vàng ơi, cho anh đánh đúng một cái thôi. Tao giết mày. Hả? Cái gì đó quen quen.